nữ sinh chạy xe máy tốc độ cao tông kinh hoàng vào người đàn ông. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe tải vận chuyển ô tô con lên, thì xe máy do nữ sinh điều khiển lao tới với tốc độ nhanh tông mạnh. Hậu quả cả nữ sinh và người đàn ông ngã văng ra đường, nằm bất động. Được biết, sự việc xảy ra sáng ngày 17 tháng 2, tại đoạn đường điện thoại 254, thuộc địa phận xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Theo báo giao thông, sau khi bị xe máy tông, người đàn ông bị vỡ xương trán, gãy xương sườn và dập lá lách.